ai mới thực sự là người đả bại Quan Văn Trường? Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ánh rất vui khi tiếp tục là người đồng hành cùng quý vị trong hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Kính thưa quý vị, khi nhắc đến giai đoạn lịch sử Tam Quốc, nhiều người sẽ nhớ ngay đến tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi tiếng của La Quán Trung. Một trong những võ tướng nổi bật nhất trong cuốn tiểu thuyết dựa theo lịch sử này chính là nhân vật Uy Trấn Hoa Hạ, Quan Vũ. Không chỉ sở hữu sự trung thành, uy dũng, võ lực mà Quan Vũ nổi tiếng lợi hại với nhiều chiến công như Diệu Ấm Trảm Hoa Hùng, chém Bảng Đức, bắt Vu Cấm vượt năm ải chém 6 tướng. Nếu dựa theo miêu tả của Tam Quốc Diễn Nghĩa, có lẽ khắp thiên hạ lúc bấy giờ không ai đủ sức hoặc có tiềm năng hạ được Quan Văn Trường. Vậy thực tế có ai là đối thủ của Quan Vũ hay không? Và đó là những võ tướng nào? Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc đó. Quý vị thân mến, ngoài ra lịch sử Trung Quốc sẽ phát sóng tất cả các chương trình vào 11 và 19 giờ hàng ngày. Quý vị đừng quên ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Cùng xuất thân từ một trong những lò kỵ binh lừng danh, đại tướng Tào Ngụy này đã đả bại Quan Văn Trường, được xưng danh là Tam Quốc đệ nhất danh tướng thời hậu Quan Vũ, đó chính là Từ Hoảng. Sau khi Quan Vũ cùng Lưu Bị ly tán, ông bị Tào Tháo vây khốn và buộc phải ước pháp tam chương với Tào để bảo vệ hai vị Lưu phu nhân. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, việc Quan Công hàng Hán không hàng Tào thể hiện sự trung nghĩa của ông, đồng thời mô tả Quan Vũ không hề động lòng trước mỹ nữ và tiền bạc mua chuộc của Tào Tháo. Trên thực tế, sử liệu để lại cho thấy, trong giai đoạn dưới trướng Tào Ngụy, ngoại trừ Trương Liêu, Quan Vũ chỉ giao hảo với Từ Hoảng. Mối thân tình giữa Quan, Trương, Từ không chỉ do ba người này đều là hàng tướng mà còn bởi cả ba là đồng hương Sơn Tây thuộc tập đoàn kỵ binh Tinh Châu nổi tiếng. Những kỵ binh tới từ Tinh Châu gia nhập vào các thế lực quân phiệt khác nhau trở thành một tập thể có sức chiến đấu đáng gờm. Trong đó, đội kỵ binh chứ danh nhất là đội quân chủ lực của Lữ Bố, có thể nói là độc bá võ lâm trong giai đoạn đầu thời Tam Quốc. Thậm chí đã có thời điểm lực lượng này có cơ hội đoạt được thiên hạ. Các nghiên cứu hiện đại chỉ ra sự khiếm khuyết rõ rệt trong cương lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo yếu kém đã dẫn tới sự thất bại lần lượt của các đội kỵ binh Tinh Châu. Bọn họ lần lượt bị Viên Thiệu, Tào Tháo thôn tính. Hậu quả gián tiếp là khiến cho thế lực hung nô của Lưu Báo thống trị được khu vực Tinh Châu. Sau này, khởi binh tiêu diệt thiên hạ của Đông Hán. Cùng ở dưới trướng Tào Ngụy, Quan Vũ có quan hệ tốt với Trương Liêu và Từ Hoảng cũng là điều dễ hiểu. Từ Hoảng là một trong năm đại danh tướng Tào Ngụy bên cạnh Trương Liêu, Nhạc Tiến, Vu Cấm và Trương Cáp. Đại phá vòng vây Quan Văn Trường. Sau khi Quan Vũ bỏ Tào Tháo để trở về với Lưu Bị, lực lượng của Bị vẫn tiếp tục chuỗi bách chiến bách bại, cuối cùng là thất trận thảm hại trước Tào Ngụy ở Kinh Châu. Song, lần đại bại này cũng giúp Bị mở ra cơ hội liên minh với Tôn Quyền. Liên minh Tôn Lưu đại phá Tào Ngụy ở Xích Bích, Lưu Bị ăn theo thắng lợi của Chu Du, chiếm được lợi thế vững vàng ở Kinh Châu. Từ đây, Quan Văn Trường cũng lập được nhiều chiến công hơn, trở thành tướng lĩnh cốt lõi trong lực lượng của Lưu Bị. Trong khi Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân đem quân chủ lực chinh phạt Ích Châu, nhiệm vụ trấn thủ Kinh Châu được giao vào tay Quan Vũ. Ông xoáy lĩnh quân Kinh Châu tấn công Tương Dương, Phàn Thành, đánh bại quân tiếp viện của Vu Cấm, chém đầu Bằng Đức. Qua một đêm, uy trấn Trung Nguyên khiến Tào Tháo thậm chí đã tính tới chuyện thiên đô. Thế nhưng, chiến dịch hãm thành của Quan Vũ lại rơi vào tình trạng bế tắc khi Tào Nhân thủ chắc Phàn Thành, khiến ông tiến thoái lưỡng nan. Vào thời điểm mấu chốt, Tào Tháo đã quyết định xuất toàn lực, huy động thêm một đạo viện binh Nam Hạ tấn công Quan Vũ. Thống soái đội quân này không ai khác ngoài lão bằng hữu Từ Hoảng. Chiến dịch phá vây Phàn Thành của Từ Hoảng đã góp phần giúp chiến dịch đoạt Kinh Châu của Đại Đô Đốc Đông Ngô Lữ Mông thành công. Trong thất bại của Quan Công tại Tương Dương, Phàn Thành, Kinh Châu, chiến tích huy hoàng được dành cho tướng Ngô Lữ Mông, Lục Tốn với chiến dịch Bạch Y Độ Giang, nhưng chưa đánh giá đúng chiến thắng kiệt xuất của Từ Hoảng tại chiến tuyến phương Bắc. Quân tăng viện Phàn Thành của ông chỉ huy sau khi Nam Hạ đã nhanh chóng tiến về vòng vây của Quan Văn Trường. Bản thân Quan Vũ cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đối đầu với Từ Hoảng. Ông cho đào hào, đắp lũy, nghiêm phòng tử thủ, nhiều lần dụ địch xâm nhập nhằm thừa thế công hạ Phàn Thành. Quan Vũ không ngờ
Từ Hoàng cho quân đi đường nhỏ, toàn quân Tào Ngụy áp lưng tấn công trận địa phòng ngự của Thục Hán, thế như trẻ tre, phá vỡ phòng tuyến của Quan Vân Trường từ bên trong, buộc ông phải rút quân. Kết thúc chiến dịch, Tào Tháo thị sát phòng tuyến của quân Kinh Châu đã bàng hoàng trước độ vững chắc của chiến tuyến Thục Hán. Điều này càng khiến ông cảm thán trước chiến công khó tin của Từ Hoàng. Tào Tháo từng ca ngợi, chiến công phàn thành của Từ Hoàng không thua Tôn Tử. Phá quan đệ nhất công. Quan Công là người trọng tình cảm, nghĩa khí, còn Từ Hoàng không vì tư giao với ông mà làm lỡ việc công. Có ý kiến cho rằng nếu nói ông bại do Mi Phương, phó sĩ nhân Hàng Ngô, không bằng nói rằng Từ Hoàng biểu hiện xuất sắc trước Quan Vân Trường. Nhắc tới phá quan vũ đệ nhất công, không thể không ghi nhận chiến dịch phá vây hoàn hảo của Từ Hoàng. Tam Quốc Chí, Ngụy Thư, Từ Hoàng Truyện chép rằng Từ Hoàng là một trong ngũ tử lương tướng của Thái Tổ Tào Tháo, tham gia nhiều chiến dịch trọng yếu, chí dũng song toàn, chiến công chắc việt, trị quân có tài. Tào Tháo từng tán dương Từ Hoàng rằng, từ tướng quân có phong thái của Chu Á Phu, nhà quân sự và thừa tướng nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, con trai Hán Triều khai quốc công thần Chu Bột. Sau chiến dịch chuyển bại thành thắng ở Phan Thành, Tào Tháo lại nói, phòng tuyến của quân địch trùng trùng, tướng quân Từ Hoàng giành được toàn thắng, xâm nhập trùng vây, giết địch vô số. Ta dụng binh hơn 30 năm, chỉ nghe cổ nhân giỏi việc binh, không nghe nói đem quân thẳng vào giữa vòng vây địch. Chiến công của tướng quân có thể sánh ngang Tôn Tử, Tư Mã Nhương Thư năm xưa. Quý vị thân mến, giai đoạn hậu Quan Vũ, Từ Hoàng chính là nhân vật được xưng danh Tam Quốc đệ nhất danh tướng. Tuy nhiên, trong thực tế, ngoài Từ Hoàng còn 5 võ tướng dưới đây cũng được đánh giá là đối thủ và có khả năng hạ gục được Quan Vũ. Vậy đó là những võ tướng nào? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. Võ tướng thứ nhất, Điển Vi. Điển Vi từng là ái tướng dưới trướng Tào Tháo và thường xuyên có mặt trong những bảng xếp hạng về sức mạnh, võ lực liên quan tới các nhân vật Tam Quốc. Nhắc tới những võ tướng nổi danh Tam Quốc, người thời bấy giờ vẫn thường truyền tay nhau câu nói: một lữ, 2 triệu, 3 Điển Vi, 4 quan, 5 mã, 6 Trương Vi. Dù dựa trên chính sử hay căn cứ vào diễn biến của Tam Quốc diễn nghĩa, Điển Vi lúc sinh thời đều chưa từng có dịp giao thủ cùng Quan Vũ. Tuy nhiên, nếu xét về sức mạnh hay võ lực, nhiều người vẫn thường xếp nhân vật này cao hơn Quan Vân Trường. Thứ hạng này không căn cứ vào việc tướng giặc bị Điển Vi giết có mạnh hơn kẻ bị Quan Vũ hạ gục hay không, mà là dựa vào sức mạnh hơn người của vị tướng họ Điển. Tương truyền rằng, khi nhắc tới tài năng của Điển Vi, thiên hạ khi xưa từng có một câu nói: kỵ chiến nhìn Lữ Bố, bộ chiến nhìn Điển Vi. Câu ví von này đã đem vị tướng họ Điển đặt ngang hàng với Lữ Bố, nhân vật được mệnh danh là vô địch thiên hạ thời bấy giờ. Có ý kiến cho rằng, năm xưa Tào Tháo đánh giá cao Quan Vũ là bởi quý trọng sự trung thành hiếm có của ông. Thế nhưng, đối với Điển Vi, vị quân chủ họ Tào này thậm chí đã ví ông là cổ chi ác lai, có ý ví ông với ác lai, vị tướng rất khỏe dưới thời chúa trụ, theo Tam Quốc diễn nghĩa hồi thứ 10. Từ đó có thể thấy được, mặc dù Tào Tháo sau này dù trong lòng thầm khen Quan Vũ, nhưng trước đó vẫn đánh giá võ lực của Điển Vi cao hơn. Võ tướng thứ hai, Hoàng Trung. Trước khi trở thành một trong ngũ hổ tướng của Thục Hán, Hoàng Trung từng phụng sự dưới trướng Hàn Huyền và đã trực tiếp giao thủ với Quan Vũ trong trận chiến ở Trường Sa. Nhắc tới vị tướng họ Hoàng này, người đời đều không thể quên được cuộc đọ sức gay cấn của ông với Quan Vũ trong cuộc chiến ở Trường Sa năm nào. Lúc bấy giờ, Hoàng Trung tuổi đã gần 60 nhưng vẫn có thể đánh tay ngang với Quan Vân Trường. Cuộc đọ sức giữa một lão tướng với một đại tướng quân đương độ tráng niên đã khiến cho nhiều người phải kinh ngạc. Thiết nghĩ, người đã già thì gân cốt cũng yếu đi, dù sức khỏe có tốt cũng khó có thể lợi hại như khi còn trẻ. Thế nhưng, dường như dấu vết của thời gian chẳng hề làm mai một đi tài năng võ thuật của Hoàng Trung. Chưa dừng lại ở đó, minh chứng cho thấy Hoàng Trung có khả năng đánh bại Quan Vũ còn nằm ở chi tiết. Ông từng dùng một mũi tên bắn trúng quai mũ trên đầu Quan Vân Trường. Thiết nghĩ, nếu như lúc đó Hoàng Trung quả thực quyết tâm muốn lấy mạng Quan Vũ, thì mũi tên kia rất có khả năng đã lấy đi một tướng tài của tập đoàn chính trị Thục Hán. Võ tướng thứ ba, Trương Phi. Mặc dù là em út trong ba huynh đệ Lưu, Quan, Trương, nhưng Quan Vũ luôn đánh giá cao sức mạnh và giá trị võ lực của Trương Phi. Trong hồi thứ 25 của Tam Quốc diễn nghĩa, khi chém Nhan Lương, Quan Vũ từng nói với Tào Tháo một câu: tôi đã thấm vào đâu,
em tôi là Trương Dực Đức còn có thể ở trong đám quân trăm vạn, lấy đầu thượng tướng dễ như lấy vật gì trong túi. Điều này cho thấy bản thân Quan Vân Trường vẫn đánh giá võ lực của Trương Phi cao hơn so với mình. Khi mô tả sự kiện Tam Anh chiến Lữ Bố, hồi thứ 5 của diễn nghĩa cũng có viết: Lữ Bố thấy thế bỏ toàn, đánh nhau với Trương Phi. Trương Phi hăng hái cố đánh Lữ Bố. Đánh nhau được hơn 50 hiệp chưa rõ bên nào thua, bên nào được. Chi tiết này đã khẳng định Trương Phi là một trong số những người hiếm hoi có khả năng đánh tay ngang với Lữ Bố, võ tướng mang danh là vô địch thiên hạ một thời. Võ tướng thứ tư, Lữ Bố. Sở hữu võ lực được mệnh danh là vô địch thiên hạ một thời, Lữ Bố cũng được xem là một trong những nhân vật có đủ khả năng đánh bại Quan Vân Trường. Nhắc tới Lữ Bố, hậu thế sẽ nghĩ ngay tới danh hiệu vô địch thiên hạ của nhân vật này. Lữ Phụng Tiên cũng là một đối thủ nặng ký, cần tới sự liên thủ của cả hai huynh đệ Quan Trương mới có thể chống lại. Mặc dù không ghi được chiến công vang dội như những võ tướng cùng thời khác, nhưng mỗi khi Lữ Bố xuất chiến thì phe đối địch với ông đều cần tới mấy người liên thủ, ít ai dám đánh một chọi một với nhân vật này như Trương Phi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến tên tuổi của Lữ Phụng Tiên không gắn với những chiến công giết hạ tướng địch. Thế nhưng, điều này cũng đủ chứng minh vị tướng ấy là một trong những nhân vật có khả năng đánh bại Quan Vũ. Và nhân vật được mệnh danh là võ tướng thứ 5, đó là Mã Trung. Là người đã đẩy Quan Vũ tới cửa tử, Mã Trung vẫn luôn được xem là khắc tinh trong cuộc đời của vị tướng uy chấn Hoa Hạ này. Mã Trung là một viên tướng không mấy nổi danh trong tập đoàn chính trị Đông Ngô. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Mã Trung là bộ tướng của Phan Trương. Khi thua chạy đến Mạch Thành, Quan Vũ đã bị Mã Trung bắt được và dâng cho tôn quyền. Mặc dù vị tướng này không sở hữu võ thuật cao cường, nhưng ông lại được xem là khắc tinh của Quan Vũ. Bởi lần hiếm hoi, Quan Vân Trường thất bại chính là lần đại bại trong tay Mã Trung. Hơn nữa, còn khiến ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tuy chiến công có được do việc đánh lén vốn không phải là điều gì lấy làm vinh quang, nhưng việc Mã Trung đã đẩy Quan Vũ vào cửa tử vẫn là điều không thể thay đổi. Đây cũng là lý do khiến một viên tướng không mấy xuất chúng này có được vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng những nhân vật có khả năng đánh bại vị tướng uy chấn Hoa Hạ như Quan Vũ. Kính thưa quý vị, dù thực tế Quan Vũ đã bị đánh bại như thế nào, nhưng ông vẫn luôn là một trong những nhân vật lịch sử của Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở khu vực Đông Á. Hình tượng Quan Công đã được thần thánh hóa trong các câu chuyện dân gian. Quan Vũ là vị tướng được đánh giá là võ nghệ dũng mãnh, sức địch vạn người, hổ thần một thời, có phong độ quốc sĩ, có tài và có nghề. Còn quý vị nghĩ sao về nhân vật lịch sử này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!